Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ ba, ngày 23 tháng 7, ngày thứ 881 cuộc chiến. Đúng ngày này tuần sau, chúng ta sẽ có ngày thứ 880 của cuộc chiến. Con số quá khủng khiếp, đúng không ạ? Vâng, mà chúng ta sẽ tới các cái diễn biến nóng hổi trong chiều ngày hôm nay. Đầu tiên thì và chúng ta sẽ đến với một vài thông tin mà phía Ukraine tiếp tục tổ chức thêm các đợt tấn công mà chiến thuật bằng UAV. Như vậy là tính đến sáng ngày hôm nay chúng ta đã có 75 đúng không ạ? À không, hôm qua mất rồi. Đến sáng ngày hôm qua thì 65 UAV còn chiều ngày hôm nay có thông tin rằng là Nga lại bắn hạ tổng cộng 75 UAV nữa của Ukraine. À, chủ yếu cũng vẫn là các cái vùng phía Nam. Tuy nhiên thì báo cáo khá xung khắc khi cho biết rằng là chỉ có khoảng mười mấy UAV cũng tấn công về các tỉnh Krasnodar, Rostov-on-Don và khu vực uh, đây phía tây của Krasnodar tức là cái mũi của cầu két này. Trong đó có một vụ chắc chắn đó là họ đã tấn công vào cái khu vực sát cầu Cát và khiến cho một cái một cái phà, đấy một cái phà bị hư hỏng và một cái người trên phà bị thiệt mạng. Về phía Nga thì họ nói rằng với sự xuất hiện của rất nhiều máy bay TU95, TU22, TU160 và tàu mặt nước thì có khả năng là sẽ có một vụ tấn công lớn bằng tên lửa trong vòng 24 giờ tới lần này có sự tham gia của ba cái dòng TU à, trước thì chúng ta chỉ thấy có hai thôi ít khi thấy TU 160 lần này thì đã có cả thiên nga trắng trên bầu trời tuy nhiên thì cũng không loại trừ là nga đánh trận giả đúng không quý vị vâng và, và một trong những cái đòn tấn công chiến thuật thú vị nhất của nga trong chiều hôm nay đó là việc ở vùng khắc cốp vâng một cái mẻ lưới khá lớn nếu mà nói rằng rất lớn liên quan tới các chiến binh nước ngoài và lần này có video đàng hoàng quý vị ạ. Đào để chúng tôi chờ xem một chút quý vị nha. Và tại làng Derachi của khu vực Khắc Cốp, một vị trí đóng quân của những sĩ quan huấn luyện nước ngoài và tư vấn nước ngoài đến từ các quốc gia NATO đã bị phát hiện, trong đó có cả sĩ quan đến từ nước Mỹ. Sau đó, một loạt vụ tấn công tên lửa Iskander đã nhắm vào các khu vực của những người lính đặc nhiệm nước ngoài kể trên và ngay lập tức đã nhanh chóng gửi họ quay trở về đất nước trong những cái hòm bằng kẽm. Kết quả là ít nhất 50 binh lính nước ngoài đã bị thiệt mạng và bị loại khỏi vòng chiến đấu cho nó chắc ăn. À, cái này chúng ta có video, à, lát nữa buổi tối chúng tôi sẽ quay video cùng quý vị để chém gió về những sự kiện như thế này. Như vậy đây là một à, tiếp nối với lại cái vụ tấn công ở Odessa đã khiến cho rất nhiều sĩ quan à, huấn luyện của Anh, Pháp và thậm chí là cả những người điều khiển nữa, đúng không ạ, ở vùng Odessa. Thì có thể cho thấy rằng trong vòng 2 ngày, Nga đã có hai vụ tấn công khiến cho 90 người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu Anh, Pháp, Mỹ. Đấy, một cái vụ quá đẹp, đúng không ạ, quá nét. Còn cái vụ Odessa thì chúng tôi xin cập nhật để xác nhận thêm vì nhiều quý vị vẫn tiếp tục hỏi về việc này. À, trong đó thì chiều nay chúng ta có cả video của những cái người sĩ quan uh, uh, của Tây Ban Nha, người mà đã tham gia một cuộc chiến rồi đã rút về, rồi sau đó anh ta có những cái thông tin liên quan đến toàn bộ các sự việc. Anh ta nói rằng Nga đã tiến hành tấn công bằng tên lửa Iskander, ngay lập tức 18 thành viên của đội đặc nhiệm Hoàng gia, không quân Hoàng gia Anh đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Và rất nhiều người lính Pháp đã bị thiệt mạng. Ở đây không phải là những người lính đánh thuê, mà đó là những người lính trong quân đội Pháp. Họ bị thiệt mạng trên số lượng lớn. Tôi còn được cho biết rằng số lượng đó còn lớn hơn cả vụ ở Algeria. Đó là những con số khủng khiếp bởi vì chúng ta đang nói về các quốc gia NATO, và bây giờ không còn khó khăn khi chúng ta phát hiện ra đó là những lực lượng đặc nhiệm của các nước nato đang có mặt tại chiến trường ukraine mà ở đó bắt buộc phải có những người này thì họ mới có thể dẫn đường cung cấp thông tin uh, tấn công tên lửa và đánh dấu mục tiêu không chỉ đối với U tên lửa mà còn cả uav nữa bởi vì đó chính là sứ mạng của họ tại uh, ukraine không chỉ tư vấn, huấn luyện mà còn thực hiện tất cả các loại hoạt động để gây gián đoạn cho quân nga và cũng như đào tạo lực lượng đặc nhiệm ukraine trên mặt đất. Và đấy là những thông tin chúng ta được biết về cái vụ 40 ở odessa trong đó có 18 anh đúng không ạ và rất nhiều pháp. Thế còn chiều nay thì xuất hiện thêm một thông tin nữa đó là rất nhiều nguồn tin đã xác nhận su 57 của nga đã hoạt động ở khu vực Uh, đâu rồi tỉnh trong lân trong khu vực của tỉnh Sumi Đấy. và đã phóng tên lửa sau đó rất nhiều những vụ nổ rất lớn đã diễn ra ở khu vực Sumi và gần ép và không biết là nguyên nhân vì sao như vậy có thể thấy rằng là cũng không còn chờ đợi gì nữa đúng không ạ tầm này thì Su-57 là xuất kích được rồi miễn là đừng có chết là được Su-57 xuất kích thì rất nhanh, chúng ta sẽ thấy S-70, đúng không ạ, con UAV hạng nặng. Tàng hình Hunter của phía nga cũng sẽ tham chiến. Đó là một cái cặp bài trùng rất là chết chóc trên bầu trời những bóng ma bí ẩn đối với ukraine. Chiều ngày hôm nay thì uh, ukraine cũng tuyên bố họ bắn rơi một uh, Su 25 của nga trên bầu trời của vùng Donetsk. Đến bây giờ thì cũng có những video xác nhận nhưng mà video đó cũng không thực sự là nét lắm cho nên chúng ta cũng chưa biết thế nào. À, như vậy là chúng ta có những không gian chiến thuật chiều nay. Bây giờ thì tôi sẽ đi nhanh qua những diễn biến chiến sự và vâng, tránh đi quá dài dòng. Vâng, chiến trường Hiboke, sau khi sáng nay có những thông tin về việc Ukraine đã bị Nga tái chiếm toàn bộ vùng Hiboke cả trong lẫn ngoài. Ba tiểu đoàn Ukraine đã được điều động đến để mà không biết tung vào mặt trận bao nhiêu nhưng mà đã tung ra những đợt tái chiếm, phản công tái chiếm. Nhưng phía nga nói rằng họ đã đánh bật tất cả các mũi phản công của Ukraine và củng cố các vị trí của họ ở phía bắc hiboke, phía nam hiboke và đẩy vùng xám ra sát tới khu vực đô thị à, sát với lại cái vùng à, người dân sống ở khu vực phía dưới. Như vậy về mặt trận địa à, không có gì thay đổi so với buổi sáng. Mặc dù Ukraine đã tung ra đợt phản công khủng khiếp, đúng không ạ? À, còn ở vùng staridista cũng có thông tin cho biết ukraine cũng chuẩn bị tấn công còn nga thì cũng đang tấn công Đấy. lần đầu tiên chúng ta thấy ukraine đang định nhắm vào khoan một cái mũi khoan trên sườn phía tây của staridista còn phía nga đâu đó cũng đang chuẩn bị những hoạt động tấn công ở cũng hướng đó chúng ta chờ xem hai bên cùng tấn công thì nó ra làm sao và bây giờ thì khu vực mà vùng xám cũng như vùng kiểm soát được Ukraine trong vùng Stadirista càng ngày càng bị thu hẹp lại rồi. Rất có khả năng thời điểm này tôi nghĩ rằng còn hẹp hơn nữa. Các khu vực bên này bờ sông phía Nga sang thì cũng chưa có thông tin gì thêm. Mặc dù những thông tin hỗn loạn đồn đoán thì nó rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng biết đó là những mũi đột kích bên kia bờ sông của phía Nga có khả năng sẽ gây gián đoạn cho lực lượng của Ukraine ở Vô Tràn cũng như là cắt đứt đường hậu cần của họ. Mặc dù diễn biến đấy thì còn khá xa. Chiều ngày hôm nay chúng ta đã xác định được rằng lý do nga chưa chiếm được các tòa nhà cao tầng để trọn vẹn là họ mới xác định lại mục tiêu là chiều nay thì nga bắt đầu mới chiếm được cái tòa nhà dãy nhà này. Đấy chứ không như là trước đây chúng ta đã được cho là nga đã chiếm tới tận đây, đúng không ạ? chiếm tới tận đây rồi mà vẫn chưa đánh được khu vực này thì nó vô lý bởi vì có một khoảng rất ngắn thôi. Nhưng chiều nay thì chúng ta đã có thông tin chính thức về việc Nga đã tiến được khoảng 2 phần ba đến cái đoạn đó. Rất có khả năng mũi tiến này của Nga sẽ uh, nhắm vào việc tái chiếm là à, không phải tái chiếm lần đầu chiếm tiên chiếm các cái dãy nhà cao tầng là cái pháo đài quan trọng nhất ở vùng Tràn phía Bắc. Và điều này thì cũng giải quyết những cái thắc mắc của chúng ta là tại sao cái thế trận như thế này mà Nga không giải quyết được cái này đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đã có câu trả lời. Còn lại thì thông tin về khu vực này cũng chưa có gì sáng tỏ nhưng rất có khả năng đây là vùng xám hai bên chỉ đánh nhau bằng đặc nhiệm thôi, không có ai thắng ai. Còn chiều nay thì Nga đâu đó họ cũng tấn công chiếm nốt cái khu vực còn lại của vực nhà máy ở đây. Đấy, như vậy nga có hai cái mũi tấn công khá là quan trọng trong chiều ở phía đó, gọng kìm phía nam phía bắc để quây ukraine ở trong khu vực nhìn cao tầng còn số phận của cái khu vực phía bên này chưa xác định chưa rõ rất có khả năng bây giờ ukraine không còn chiếm hết được đâu đó đường biên giới đã bị kéo xuống uh, sát đây hoặc là thậm chí đến đây rồi Đấy, tức là ukraine chỉ chiếm cái phần phía dưới này thôi chúng ta sẽ chờ xác nhận thông tin. Còn bên này rất nhiều nguồn tin đã xác nhận phía Nga còn tiếp tục tiến quân ra xa hơn nữa, đang dọn dẹp các khu vực phía dưới. Như vậy là cả phía Đông Tây uh, thì phía Nga đều có những cái bước tiến đáng kể quan trọng trong buổi chiều uh, trong 24 giờ đúng không ạ? Còn thông tin ở vùng Sinkupka đến thời điểm này cho biết là những thông tin buổi sáng về việc Nga đã tiến vào Sinkupka là thông tin uh, nhầm lẫn Đấy, và bây giờ thì uh, ukraine vẫn còn đang giữ kiểm soát tuyệt đối làng nga chưa hề đặt chân vào trong làng và chỉ có đánh dâm gian ở cái khu vực hai bên sườn mà thôi tuy nhiên buổi chiều hôm nay thì chúng ta đã thấy ukraine đã phải rút khỏi cái cánh rừng phía tây của chính sinkovka còn nga thì cũng chưa tiến được vào nhưng mà đây cũng là một cái bước uh, diễn biến bất lợi cho ukraine nếu nga chiếm được thì cơ bản sinkovka có khả năng sẽ bị bao vây và lần này thì tôi cũng mặc dù thông tin đấy thì nó bất chưa chưa thuận lợi cho phía nga về đánh chiến simcuka nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng chưa bao giờ thì nga đã tiến tới nghiêm túc với simcuka như vậy và lần này có nghĩa rằng là sau một thời gian quan hệ đúng không ạ đã có cưới xin còn ở khu vực buổi nay buổi sáng chúng ta có một bước tiến siêu to khổng lồ của phía nga đúng không, quý vị? bây giờ thì rất nhiều bản đồ còn đang xác nhận cái điều này tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng đấy là thông tin À, vâng, xác thực. Chúng ta cứ đợi một ngày thì Ukraine sẽ những cái bản đồ nhanh nhạy của họ sẽ phải cập nhật ít nhất là ở ừ, nhiều nhiều nhất là ừ, ít nhất là một ngày. Còn nếu không những bản đồ khác thì phải ba ngày. À, chiều nay thì phía nga tiếp tục tiến lên chiếm được toàn bộ các cái khu vực phía bắc ở đây nữa trong cái nỗ lực tướng quân về hướng bắc mà chúng ta đã vẽ, đúng không ạ? Nếu mà như vậy thì những cái mũi như này là rất chuẩn đấy quý vị, bởi vì phía nga đang có một cái xu hướng tấn công về Đấy, cái khu vực nào đó ở đây. Và buổi sáng chúng ta đã thấy họ đã tiến cách Pichande chỉ còn vài trăm mét thôi, đúng không ạ? Rất sát với con đường như thế này. Thông tin buổi chiều ngày hôm nay thì người ta còn cho biết là không chỉ phía Nga đã chiếm được một vùng rộng lớn mà tôi vừa vẽ cùng quý vị. Còn ở phía dưới thì họ cũng đã tiến ra rất xa so với lại cái con đường, à, với lại cái bờ sông. Đây từ Pichande này, họ tiến ra tiếp tục ra đây và những đội trinh sát của họ có thể nói đã chạm vào các khu vực bờ sông rồi Đấy, đã giao tranh với Ukraine ở bờ sông rồi. Đấy, chúng ta có thể nhìn xem. Nhìn chung là phía Nga đang đưa ra một cái dấu hiệu cho Ukraine thấy rằng là họ đang cố gắng tiến tới khu vực này để cắt cái con đường tiếp viện từ dưới phía dưới lên. Đúng không ạ? Lên tới phía trên của Kupia. Và đặc biệt nữa thì không chỉ cắt mà chúng ta thấy rằng là nỗ lực này của phía Nga sẽ chia đôi cái trận tuyến vùng Liman và vùng Kupian ra làm đôi. Đấy. Tâm điểm của nó thì đúng là chính Berestove ở Sinkovka này. Sườn phía dưới là Stenmakovka. Ba mũi tấn công của phía Nga sẽ giáp vào ba làng, trong đó ba cái mục tiêu. Khu vực trung tâm chính là Senkovka. Còn đây là mũi tấn công ở Pichane mà phía Ukraine đã xác nhận trong chiều ngày hôm nay. Lên phía Bắc như vậy thì chúng ta có thể hình dung ra là phía nga đang có một cái sự đầu tư uh, rất ác liệt liên quan tới cái tuyến này và họ đã thu được rất nhiều những cái lợi nhuận đúng không à, ạ đến thời điểm này. Còn ở khu vực phía dưới giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Mariupol, Nizhneudinsky, uh, khu vực xung quanh tên Xuống khu vực phía dưới nữa thì uh, phía nga chiều hôm nay bộ quốc phòng của họ đã tuyên bố là họ đã giải phóng Ivana Darivka. Sau khi mà đã dọn dẹp rồi tiến lên phía Bắc chiếm được một vài cao điểm của Ukraine, như vậy là trận đấu ở đây đã qua giai đoạn 1, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Còn khu vực này chỉ còn giao tranh dữ dội ở hướng rostov phía Nga đang cố gắng thăm dò trận đợi địa rồi là càn quét chiến tuyến mở rộng củng cố như nào đó để chuẩn bị kích hoạt cái chiến trường ở khu vực này trên quy mô lớn hơn ở hướng uh, Kalinivka, chiều nay Ukraine cũng đã thừa nhận tất cả những bước tiến của phía nga bây giờ đã như thế này rồi. Đấy. Như vậy là Hirodipka đã nằm trong hỏa lực và bao vây hai mặt từ uh, của phía nga. Nếu như họ cố một tí nữa ở hướng bắc không khéo là ba mặt. Còn lại các cánh quân của nga uh, vượt qua sông thì mới ở dạng uh, nỗ lực. Theo thông tin từ Ukraine còn chưa có ghi nhận về việc họ đã chiếm được các vị trí và cố thủ ở đó. Tuy nhiên thì tình huống ở đây có thể nói rất là khẩn trương và rất nguy kịch đối với Hirodripka, đồng thời cũng báo động một loạt chiến trường Orikovasilipka, Minkipka, Hobobipka và Pililipna ở phía trên hiến tới uh, vùng Slovenia. Không có thông tin gì kítkipcha Andripka, Kurimika, Orizanipka. Tuy nhiên ở phía dưới này buổi sáng nay chúng ta có một loạt các cái cập nhật có thể nói là nói gãy răng đúng không ạ? Và không hết. À, tất cả thì nó cũng chỉ là những cái nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó liên miên lan man sang khắp nơi ukraine cũng đã thừa nhận về những cái đợt tấn công của phía nga à, suốt từ phía dưới lên trên hàng nhiều km chạy dọc theo một cái tuyến dày một km chiếm hết các cái cao điểm bãi rác rồi chiếm hết các cái tòa nhà xung quanh rồi tiến hết lên phía trên cánh quân của nga đang lao thẳng tới khu vực à, cái bãi rác cao điểm ở trên đây và nga đang muốn cố thật nhanh để chiếm bằng được cái này vì ukraine không nghĩ rằng là nga có thể tiến nhanh như vậy cho nên họ chưa thiết lập hai cái địa điểm phòng thủ ở hai cao điểm quan trọng nhất đó là cao điểm phía này và cao điểm phía này Đấy, và bây giờ thì uh, nga đang cố gắng để tiến tới khu vực này hai mũi tấn công chúng ta nhìn thấy rất rõ nga không giấu giếm ý độ đúng không ạ họ tiến tới khu vực này rồi ấy, còn phía bên này thì họ đang tiến tới vùng new york như vậy là ngoài việc ukraine mất đi rất nhiều những cái vị trí quan trọng thì chúng ta thấy rằng bước tiến của phía nga rất nhanh và đang đều trực chỉ tới những cái yếu huyệt gọi là những cái huyệt trọng yếu của cơ thể gọi là mẫn cảm đấy đúng không ạ của toàn vùng đấy, và diễn biến như thế này quá nhanh như thế này thì không biết là sáng mai chúng ta thức dậy chúng ta sẽ chứng kiến phía nga sẽ đánh chiếm những cái chỗ nào đấy, một trong những chỗ mà thú vị nhất bên tay phải chúng ta chưa thấy gì trong suốt những ngày vừa qua còn bên tay trái ukraine cũng đã thừa nhận bước tiến của phía nga quá kinh khủng hướng về phía tây bắc. Đấy và bây giờ thì uh, trong các khu vực này, trong khu vực phía dưới này, thì ukraine không còn thoát ra nữa bởi vì tất cả đều trong hỏa lực của phía nga, hỏa lực bộ binh của phía nga. Ukraine không thể uh, động đậy được đến qua khu, cái khu vực mà sát dưới con hồ. Ở phía trên thì rộng hơn một tí, ukraine có thể rút quân ra nhưng mà rất nguy hiểm. Còn ở phía trên cùng thì cái này nó lên tới khoảng độ 4-5 km cơ, còn khá xa. Nhưng nếu mà Nga tiến ra đến đây thì thôi cũng coi như là hết phim, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là họ có thể bao vây tiêu diệt toàn quân Ukraine ở trong đây. Trong góc này đã có tới 2 tiểu đoàn thì trong đây chắc là tổng cộng phải đến một lữ đoàn là ít nhất. Giao chiến trong chiều ngày hôm nay, ở đây là những vụ phản công. Như vậy ở à, trong chiều ngày hôm nay có ba hướng phản công lớn của Ukraine New York, uh, Hiboke và Maximilinipka mà buổi sáng nga vừa mới đánh chiếm trong đó Ukraine phản công rất dữ dội ở cái cánh này sau khi đã bị phía nga tái chiếm lại một phần quan trọng đấy họ phản công vào đây rất ác liệt xe bọc thép Bradley đi nghênh ngang bắn phá dầm dầm vào trận địa của phía nga ở các vị trí đây đây Điều này cho thấy rằng quân Nga thực sự đã tái chiếm lại hầu hết các khu vực dân cư ở đó. Đấy, và trận địa của họ rất có khả năng. Nó đã tầm như thế này rồi. Có nghĩa là họ đã tái chiếm được những gì đã mất và thậm chí là chiếm thêm. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái thông tin xác nhận. Còn phía Nga ở hướng cánh bên này thì đang nỗ lực tấn công chọc thẳng vào khu vực trung tâm New York. Nhưng mà gặp sức kháng cự quá dữ dội của phía Ukraine cho nên là chưa có thay đổi gì. Ở phía bên dưới, phía Nga cũng tích cực tấn công ra hai bên và nếu tính theo 24 giờ thì họ đã có những cái thành công rất lớn liên quan tới việc tiến về hướng phía Tây, về Oleksandropin cũng như là Pantelemonivka. Đấy. Còn khu vực bên này thì phía Nga cũng đang gặp sức kháng cự rất ác liệt của Ukraine khi mà họ không chịu đầu hàng và đang phản đang phản kháng rất dữ dội. Tuy nhiên thì đấy là những cái dấu hiệu ban đầu thôi. Khi mà hết la vi, hết bánh mì, đúng không ạ? Thì câu chuyện nó sẽ rất khác có thể chiến thắng được kẻ địch uh, gọi là thiên quân vạn mã nhưng mà không thể chiến thắng được cái dạ dày rộng tuyệt như vậy là diễn biến của vùng torex này từ một mặt trận mình gọi là nhà quê trong ngoặc kép đã trở thành một trong những cái mặt trận sôi động đầy kịch tính đúng không ạ nếu mà chiến trường này mà không có vùng torex nữa thì bây giờ nó rất là buồn cho nên chúng ta thấy đây là một diễn biến rất là bất lợi rất bất ngờ cho cái nào. kịch tính không khác gì chính trường nước mỹ sang hướng bên phía tay trái vùng Adipka thì à, vâng, hiện nay buổi sáng nay chúng ta đã có những mũi tấn công của Nga hướng về Timofika từ hai hướng Progress và Luzuvake. Nga đang cố gắng đánh chiếm khu vực này. À, đến thời điểm này chúng ta chưa có thông tin gì, à, tất nhiên là cũng không dễ dàng. Nga cũng tiến từ hướng Luzuvake lên khu vực Vodizenka nhưng cũng chưa có thay đổi gì. Và tất nhiên chúng ta cũng có thể thay đổi chúng ta không biết đúng không ạ? Còn sáng nay sau khi nga đã tiến quân ở đây tiến quân ở đây tiến quân ở đây và tiến quân ở đây thì ukraine đã vội vã rút quân toàn quân khỏi khu vực bên tay phải của bờ sông volke để rút về bên thị trấn volke thành lập tuyến phòng thủ ở đây tuy nhiên chiều nay có vẻ như là phía nga đã đánh rất gắt truy kích theo tàn quân ukraine và họ đánh thẳng lên khu vực phía gọi là tây bắc và hướng phía tây nam ở đông nam của Volke, kết hợp với mũi công từ phía bắc xuống cho nên là ukraine có khả năng đã phải rút khỏi làng này để rút về cái tuyến phòng thủ đằng sau coi như làng này đã biến thành vùng xám như vậy là một cái diễn biến quá nhanh đúng không ạ diễn biến quá nhanh diễn ra khu vực đó còn khu vực này thì trái với dự đoán của chúng ta ukraine tiếp tục đưa quân quay trở lại hình thành các tuyến phòng thủ ở phía nam novo Peselica. và bây giờ họ đang hứng chịu pháo kích khủng khiếp của phía Nga. Có nghĩa là Nga cũng đánh rất dữ dội nhưng mà cũng không ăn được Ukraine những ngày gần đây khi mà họ đang cố tử thủ Novoselica. Chúng ta cũng biết rằng đây chính là một thành phố Ukraine đã cam kết tử thủ đúng không ạ bằng mọi giá cho nên họ cũng không dễ dàng để rút nuôi. Khi nào Nga phải phép khép vòng vây, đấy, có nghĩa là đánh từ Volkia xuống bên bờ bên trái bờ sông, bên này vượt qua bờ sông định cắt nốt vào khu vực phía bắc của mezove hoặc là bên phải bờ sông tiến được tướng tới phía đông đúng không ạ thì lúc bấy giờ ukraine cái đường rút quân duy nhất của họ ở đây đã nằm trong cái hỏa lực uh, bộ binh thì lúc bấy giờ ukraine có khả năng sẽ phải từ bỏ chiến trận này Nhìn chung chúng ta nhìn đến bản đồ thì nó bé như này nhưng mà thực tế thì trên chiến trường trời đất bao la từ đây đến đây nó phải đến hai mấy 30 km cơ. Chiều dày này cũng thằng chục km cho nên là cũng và cũng còn rất xa xăm đúng không ạ? Giao tranh bùng nổ trở lại ở khu vực Jasnobrivka, phía Nga liên tục ép tấn công vào khu vực uh, điểm thắt nút cổ chai nhưng bị Ukraine đánh bật ra. Bên dưới, Ukraine cũng liên tục phản công vào trận địa của Ukraine, Nga ở khu vực phía đông của Kalipka. Hai bên đang rằng cò ở khu vực này. Rất có khả năng Ukraine mà đánh mạnh thì Nga cũng phải từ bỏ bên này bờ sông để rút về bên kia. Cũng giao tranh ở Nevensk, buổi sáng đã nói rồi. Còn chiều nay thì phía Nga ở Krasnodarka họ đang tự nhiên họ tiến theo phía tây này. Đấy. Và họ tiến theo hướng tây này vòng lên trên đây. Và họ tiến được khoảng độ 1 km nhân với lại 200 mét, tức là một cái giải rất mỏng theo cái hướng này. Và như vậy thì ý định khép chặt vòng vây của phía Nga, đúng không ạ? Lên đây để cắt con đường này đấy, không phải đơn giản đâu, dọa Ukraine. Okay Và tất nhiên tiện tay thì họ sẽ tiến về phía Tây thôi, bởi vì bây giờ phía Tây mới là phía quan trọng của phía Nga, còn phía Bắc nó không còn quá quan trọng nữa. Nó quan trọng ở ý đồ chiến lược, chiến thuật, nhưng mà chiến địa thì bây giờ chúng ta sẽ thấy phía Tây, chính là một cái khu vực quan trọng nhất khi sáng nay chúng ta đã chứng kiến một mũi đột phá ngoạn mục của phía Nga tiến hơn 1 km nhân với khoảng độ 5 600 m đúng ạ về thẳng trung tâm của Mastin và ngay lập tức thì Ukraine cũng tung một tiểu đoàn để phản công vào mặt trận này sau đó đã bị phía Nga đánh bại Ukraine tiếp tục củng cố lực lượng tập trung ở khu vực phía Bắc, một lực lượng siêu to khổng lồ dự là trong đêm ngày hôm nay sẽ tập trích và doanh trại quân Nga. Vâng, ừ, đây lý do thì nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Lý do đó là Nga đã chiếm một phần ba quá nhanh. Đằng sau nó chính là Kurakove, như chúng tôi nói là thánh đường của vùng này. Đấy. Trung tâm hậu cần, hồ nước lớn, nhà máy nhiệt điện, tất cả những gì chúng ta cần có ở một thị trấn quan trọng đã nằm ngay đằng sau Đấy, Cho nên Ukraine buộc phải phản công bằng mọi giá. Cho nên họ có đưa một tiểu đoàn, 2 hay 3 tiểu đoàn, tôi nghĩ rằng cũng là rất hợp lý thôi. Chỉ có điều rằng những tiểu đoàn đó ở đâu ra, nếu như mà các tiểu đoàn chiến lược thì có nghĩa rằng đó chính là những lực lượng dự trữ cuối cùng của Ukraine. Tuy nhiên rất có khả năng, đúng không? ạ, rất có khả năng đó là những tiểu đoàn đã nằm ở trong vùng Kurakove để mà dự trữ cho cái vùng hậu tuyến thôi, chứ không phải là gọi là chiến lược ở tít sâu trong hậu phương miền Trung và miền Tây. À, đến bây giờ chúng ta cũng chưa có xác nhận về việc Nga Ukraine đã tung ra cái uh, dự trữ ở vùng miền Tây là vip là viết mà chỉ có ở vùng New York ra miền Đông thôi Chiều nay sau khi Nga buổi sáng có mũi uh, đâu rồi nhỉ chỗ này nó nháo sự lên như thế này đây ở đây rồi ở đây đúng không ạ và buổi sáng họ chiếm được cái thung lũng ở đây này thì chiều nay họ tiếp tục tiến ở khu vực này nữa đấy khu vực này và họ chiếm một cái thung lũng tương tự như vậy Nói chung là hai cái hoạt động để nối trận địa của phía Nga thôi, cũng không có gì đặc biệt đúng không ạ? Củng cố nối trận địa để mà uh, sắp tới chúng ta sẽ thấy là cái trận địa mạnh nhất của phía Nga nó đang tập trung ở khung quanh cái cung đường này và nó nhắm vào Vodiane đúng không ạ? Và ở đây chúng ta nói khá nhiều rồi. Hãy chờ xem là hai bên sẽ giải quyết ân oán như thế nào ở khu vực này. Có thể nói là đây là khu vực cực kỳ ân oán của đối bên. Giao tranh đang diễn ra khá ác liệt ở Konstantinivka, Nga đang tiến từ phía Plovdivda xuống, nhìn chung không khí rất khẩn trương. còn trong thành Vuleida thì lại có thể nói rằng là khá im hơi lặng tiếng, thậm chí một con mũi bay còn không nghe thới, chứ chưa nói gì đến bom đạn. Ở à, khu vực bên tay phải ơi -e. sáng nay Nga đã có những hoạt động chiếm hết các khu vực à, bên dưới khi Ukraine đã vội vã rút quân sau khi họ mất Uzhozayev. Chiều nay họ tiếp tục tiến quân thẳng về khu vực phía Bắc như chúng ta đã dự đoán. Không biết là họ có tiến được quân hay không. Nếu họ tiến được thì tôi nghĩ cũng không phải ngạc nhiên. Nhưng mà chắc là sẽ không xa. Bởi vì Ukraine đã có tuyến phòng thủ cũng rất dày đặc ở cách đó khoảng độ 100 mét, ơ, một vài trăm mét cho tới một km. Và cái khung không gian chiến thuật đã bắt đầu khép góc lại rồi. Đấy, đây là bờ sông này, khá to. Như vậy là Ukraine sẽ phải giữ một cái điểm nào đó. Đúng ạ, à, đấy, chỗ này mà tôi đoán là nó cởi khoảng này. Không cho Nga có thể tiến qua một cách dễ dàng, thế nhưng mục tiêu của Nga chúng ta biết rằng họ sẽ tạo ra một cái vết khoan, đúng ạ, à, hình tam giác dọc theo hướng này, thẳng về trên này để có thể uy hiếp cả hai mặt trận, hai bên của Ukraine. Thông tin bên trái thì không có gì song song với cái việc đó, nhưng mà tôi cũng biết rằng là Nga cũng đang rất là dục dịch để nhắm về Rivopin một cái thị trấn mà nói chung là đã đem lại rất nhiều lợi thế cho Nga hồi năm ngoái. Bây giờ họ cũng phải quyết chiến bằng được. Họ chiếm được cái thị trấn này, toàn bộ những cái làng Levande, Novo Dravka, Novo Doropinka, -Ze Maragripka sẽ bị đe dọa. Và đến đây thì chúng ta đã kết thúc một cái chiều hoạt động khá sôi động của hai bên. Và... Mà... Trong đó những hoạt động tấn công chiến thuật của Ukraine về UAV thì chúng tôi cần xác nhận thêm vì có hai thông tin hơi trái chiều. Còn về phía Nga thì úp sọt được một vụ 50 hàng nóng đúng không ạ? Hàng phương Tây. Đấy, hải ngoại. À khuyên xin lỗi hàng 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 ngoại nói chung là như vậy. Còn Odessa thì xác nhận cụ kể hơn về vụ 40 trong đó có người Anh, người Pháp và gây ra rất nhiều tai tiếng với truyền thông phương Tây quý vị ạ. Và khả năng cái vụ này cũng thế nữa này. Đấy, nhưng mà vụ này thì nó thuần túy nó đánh thuê còn vụ này ấy, là có quân đội đấy và mà không khí trong ngày hôm nay thì Nga tái chiếm liên miên trên bản đồ từ Khắc Cốp, đúng không ạ, à, chiều nay nữa. Rồi Kupian, An, rồi uh, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở các vùng Liman, vầng uh, Chasubja, vầng Toret thì thôi không nói làm gì rồi. Nó là siêu đột phá, quá ngoạn mục. Krasnodivka chiều nay lại giao tranh, uh, Maksimilivka giao tranh dữ dội, Nga tiến quân điên cuồng, Uleda đang rất nóng và Staro Major -er cũng có bước tiến đáng kể của phía Nga. Như vậy là Ukraine đã không ngăn được cái bước tiến tuyết lăn, bây giờ cũng chưa nói là tuyết lăn, đúng không ạ, chưa, chưa domino nhưng mà cũng có thể nói là một cái sự suy sụp theo dây chuyền đáng kể, đúng quý vị. Mình gọi suy sụp hay mình gọi là một cái sự tan chảy của cái chiến trường của họ. Vâng, thì tất nhiên chúng ta đang nói về cái cái vùng chiến địa thôi mình nói sụp đổ suy sụp nó là chiến địa đúng không ạ chứ mình chưa nói tới sự sụp đổ theo kiểu dây chuyền về tới tận hậu phương cho nên nhìn trên bản đồ thì nó cũng chưa phát hiện cái gì cả đúng không ạ nhưng mà cái không khí thì nó rất tồi tệ đó là những thông tin uh, chiến địa trong ngày hôm nay bây chúng giờ chúng ta sẽ đến những thông tin quan trọng liên quan tới chiến cuộc chính sự trong chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế thì tôi đã nói khá kỹ về tình hình ông Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump và những vụ liên quan tới nước Mỹ. Tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin liên quan đến chính trường nước Mỹ bởi vì nó khá là phức tạp. Rất nhiều thông tin cũng trái chiều luôn. Uh, nhiều thông tin để cho biết là ông Joe Biden đang bị cách ly ở Delaware sau khi mà ông ấy bị phát hiện là Covid ấy. Nhưng mà cũng có nhiều thông tin chính thức cho biết rằng tình huống sức khỏe của ông Joe Biden rất tệ ở Delaware và người ta nói rằng có khả năng ông đã bị đột quỵ và đang bị chăm sóc y tế tăng cường mà ở mức độ chuyên sâu có nghĩa là có khả năng đe dọa tới sức khỏe tinh thần hoặc thể chất hoặc thậm chí tính mạng cho nên những lời gọi là truyền mồm độc đáo độc địa từ trong quốc hội nói về tính mạng của ông Joe Biden không phải là không có căn cứ và rất có khả năng là sau khi mà ông nghe thấy chính những người trong đảng Dân Chủ của mình đưa ra những cái luận điệu ác ý nhắm vào ông trong việc là lấy tu tranh án 25 ra để mà phế chuất. Đúng ạ. Rồi bây giờ thì ở phía đảng Cộng Hòa, Mike Johnson thì yêu cầu ông từ chức. Rồi ủy ban tèn tén ten của đảng Cộng Hòa đang đề xuất truy tố ông Joe Biden. Rồi trong nội bộ của Đảng dân chủ thì đấu đá, ông còn vẫn còn nguyên ngon ngọt ngọt nước như thế này mà người ta đã nhanh chóng người ta ép ông chuyển giao quyền lực cho uh, cho cho bộ trưởng Bộ Tài chính, rồi thậm chí là chiều nay người ta đã bàn tán về chuyện chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống Kamala Harris và cũng là ứng cử viên cho chức tổng thống của Đảng dân chủ sắp tới. Như vậy thì có thể nói rằng là ông còn và vâng, vẫn có đang ông chỉ có bị Covid thôi mà người ta đã tính chuyện hậu sự cho ông rồi, cho nên là khiến ông đột quỵ cũng rất dễ hiểu. Còn những thông tin về những chuyện đấu đá trong đảng phái rồi trong chính quyền của ông, ví dụ như người ta đồn đoán về những việc uh, Anthony Blinken này nọ phát biểu này kia thì tôi chưa biết cụ thể nó như thế nào. Thế nhưng mà điều đấy nó cũng rất là dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ phân tích chuyên sâu nhưng mà chúng ta cũng biết một điều ấy. Ông Joe Biden thì uh, ông ấy đã cố đấm ăn xôi, lẽ ra ông ấy đã có thể kết thúc giống như ông Zelensky đã có thể kết thúc cuộc đời mình một cách vinh hiển, hiển hách với tư cách là một phó tổng thống nước Mỹ và là một chính trị gia thành công kỳ cựu trên chính trường nước Mỹ, nhưng mà cuối cùng đúng không ạ, là ông lại đi ông vơ vào cái chức Tổng thống khi mà George Soros nó đến nó nói rằng là thế giới rất cần ông, nước Mỹ rất cần ông, rất cần cái tài năng quán thế của ông. <laughs> Và ông đã lên làm tổng thống để rồi ngày hôm qua ông đã từ bỏ cuộc đua tiếp theo với thông điệp chưa bao giờ nước Mỹ có vị thế tươi đẹp như ngày hôm nay. Sau khi mà chuyện xảy ra với ông Joe Biden thì chúng ta thấy thông tin về bà Kamala Harris nó trỗi dậy. Nó trỗi dậy những điểm như nào? 55 triệu đô la trong vòng một ngày sau khi mà bà ấy được chỉ định là ứng cử viên tổng thống được gọi là được 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 chỉ định à, được chứng thực ấy. Con trai của tỷ phú George Soros đã chứng thực. Nancy Pelosi chứng thực, Hillary Clinton chứng thực, chỉ có Obama thì vẫn còn chưa chứng thực thôi. Có nghĩa rằng là thứ nhất là tiền về này, quyền về này, Bây giờ ông Joe Biden như thế thì quyền tạm quyền là tổng thống sẽ lại chính do bà luôn. Và ngay lập tức trên các không gian truyền thông người ta đã bơm lên những cái truyền thông về việc bà ấy có trả khả năng đánh bại Donald Trump và những chỉ số rất đẹp. Nói về việc là bà đang thắng ở bang này, bang kia, trong giới này, giới nọ, rồi trên tạp chí Forbes, thậm chí bà còn chiếm tỷ lệ ủng hộ 47%. Chỉ kém Donald Trump đâu có vài phần trăm thôi. Như vậy thì tôi đang nói tới chuyện chiến cuộc Ukraine có nghĩa rằng là và cũng không nói được đúng không ạ? Bởi vì uh, ông Joe Biden ấy thì ông ấy và ông ấy mà và con của ông ấy, tức là gia tộc của ông ấy có một cái sự quan hệ sâu sắc với lại Ukraine. Nhưng mà Kamala Harris thì ngoài những cái tuyên bố ủng hộ chính sách của ông Joe Biden ra thì chúng ta không nắm được quan điểm của bà ấy về cuộc chiến Ukraine. Nhưng bây giờ thì trong lưỡng đảng của Mỹ liên quan đến các gói viện trợ Ukraine người ta đã tránh nói rồi, người ta tránh đề cập tới. ở Châu Âu thì người ta đã bắt đầu đã trần trừ. Buổi sáng nay người ta đã không thông qua được cái 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 cái, cái quyết định để viện trợ cho Ukraine hàng mấy chục tỷ trong thời gian tới. thì điều đấy nó có một cái sự chứng lại liên quan tới 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 cái việc của ông Joe Biden và ông Donald Trump, đúng không ạ? thì tôi cũng không dám nói mạnh về bà Kamala malahari Chúng ta chỉ biết rằng là Tư tưởng của đảng dân chủ là họ ủng hộ cuộc chiến Ukraine hơn là đảng Dân Cộng Hòa và đảng Cộng Hòa thì ủng hộ Israel nhiều hơn đảng dân chủ, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ biết cái chính sách chung nó là như vậy thôi. Nhưng rất có khả năng thì bà Kamala cũng sẽ tránh đi vào cái vết xe đổ của ông Joe Biden. Đó là ông ấy đã hủy hoại cái danh tiếng của mình quá nhiều trong cuộc chiến Ukraine, đúng không ạ? Đấy, đấy là trong trường hợp bà ấy có thể cưỡng được cái quyền lực đến từ thế giới ngầm vũ khí, còn nếu không cưỡng được thì câu chuyện nó cũng lặp lại mà thôi. Thế nhưng dù sao thì uh, thông tin liên quan ông Joe Biden, đó là một thông tin rất buồn đối với lại Ukraine. Chúng ta đi với vài thông tin liên quan tới tình hình chém gió ở các không gian chính sự. Kim.com, một trong những doanh nhân triệu phú của nước Đức, người mà hay chém gió về cuộc chiến này đã cho biết là các nhà lãnh đạo châu âu không khác gì những cái lũ ngốc gọi là lũ ngốc tuyệt đối bởi vì họ đã theo đuôi joe biden vào một cuộc chiến với người nga và cuối cùng là họ đã được khai sáng rằng họ không thể chiến thắng được người nga và bây giờ họ đang bị bỏ rơi lại với một cái đống mớ hỗn độn đã đến lúc phải quay lưng lại với ukraine rồi hãy chấp nhận thất bại và tìm kiếm hòa bình với người nga hãy để Zelensky và NATO nắm tay nhau đi vào hoàng hôn. Nhà chính trị lịch sử học người Pháp nổi tiếng ông Emmanuel Todd, người đã nhận định về cuộc chiến khá xuất sắc thời gian vừa qua, nhận định tiếp rằng ông tin rằng Ukraine đã à, phương Tây đã thua trong cuộc chiến ở Ukraine rồi. Trong bài phỏng vấn với tờ Zeitung của nước Đức, ông đã cho rằng nước Mỹ và Châu Âu đã không làm cho người nga cảm thấy là họ có một cái niềm tin và hòa bình với lại phương tây. Tuy nhiên, đến là thời điểm mà phương tây phải chấp nhận hòa bình theo điều khoản của người nga, thậm chí là đối với lại giới lãnh đạo châu âu, việc này thậm chí còn phải đi kèm cả chấp nhận cả việc phải chống lại những quyền lợi của người mỹ. Còn nếu không thì không chỉ các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ chấp nhận rủi ro châu Âu bị đánh bại mà dần dần họ cũng lôi kéo cả người Mỹ vào một cái sự thất bại trong ánh mắt của toàn thể người dân trên thế giới trước người Nga. Ông nói rằng ông tự tin về việc nước Đức cần phải ngay lập tức ra một quyết định tìm kiếm hòa bình. Nếu không, cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục lâu dài và nạn nhân đầu tiên của nó đó là Ukraine, rồi đến Châu Âu. Ngày hôm nay thì ông Zaluli, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine đã xuất hiện ở Anh với tư cách là đại sứ Ukraine tại nước Anh và mở đầu một cái bài phát biểu tại một diễn đàn nào đó, thì ông đã có bài phát biểu rất hào hứng nói rằng các quốc gia phương Tây cần phải tạm thời từ bỏ một loạt những sự tự do nhân quyền để đổi lại cái sự tồn tại trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đang leo thang căng thẳng. Và các nước châu Âu cần phải huy động nguồn lực xã hội sẵn sàng cho một cái cuộc chiến. Và không biết là ở Ukraine hay là ở châu Âu. Ý ông nói là như vậy. Cũng một thông tin liên quan đến Zanuli. Đó là trợ lý đầu tiên của G.D. Vance, ứng cử viên cho chức phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cặp bài trùng Donald Trump đã có mặt tại nước Anh người ta đồn rằng là ông đã bí mật gặp januli để mà cùng nhau nói về tương lai của ukraine trong đó rất có khả năng januli sẽ hồi hương để trở thành tổng thống ukraine dưới thời của donald trump và Vance. và ngay lập tức hôm nay ông đã đăng đàn phát biểu về vấn đề chính trị to tát ngày hôm nay thì liên minh châu âu cũng đã chính thức tuyên bố là họ sẽ chuyển những khoản tiền đầu tiên trong cái uh, tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của nước Nga ở Châu Âu cho Ukraine trị giá 1,4 tỷ euro à, và đầu tháng 8 này Ukraine sẽ nhận được để Liên Minh Châu Âu có thể mua vũ khí chuyển cho Ukraine và như vậy sẽ có một cái vụ đấu đá ở Liên Minh Châu Âu là công ty gì sẽ được nhận những hợp đồng nào đúng không ạ? Còn ngày hôm nay thì uh, Anthony Blinken vẫn tiếp tục một cái luận điệu cũ ông nói rằng đầu tiên và trước hết chúng ta cần phải bắt đầu với một thông điệp quan trọng này vladimir putin đã thất bại rồi ông ấy không đạt được bất kỳ một mục đích nào mục tiêu của ông ấy là xóa sổ ukraine khỏi bản đồ của thế giới và chấm dứt sự tồn tại của ukraine với tư cách một nhà nước độc lập và thôn tính ukraine vào trong lãnh thổ của nước nga Chuyện này đã không xảy ra và sẽ không xảy ra. Như vậy, ông ấy đã thất bại. Vâng, và, và không ai còn nghi ngờ gì nữa. Dưới thời trị vì của ông, ngành ngoại giao của nước Mỹ có thể đã rơi xuống một cái hố đen chưa từng thấy mà còn đang tiếp tục rơi. Rất có khả năng, mà tôi chắc chắn luôn, nếu Donald Trump mà lên thì người đầu tiên ra đi có lẽ là Anthony Blinken mặc dù là ông thì cũng uh, dính dáng tới vấn đề gốc gác do thái đúng không ạ và donald trump là một người ủng hộ do thái chúng ta sẽ kết thúc với một bài phân tích đến từ một tác giả à, người mỹ nói về cuộc chiến ukraine bao giờ kết thúc trong bối cảnh donald trump sẽ trở thành tổng thống mỹ trong chiến dịch vận động tranh cử của mình cựu tổng thống mỹ donald trump đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng là ông sẽ kết thúc cuộc chiến chỉ trong vài ngày nếu như được bầu làm tổng thống của nước Mỹ. Ông đã nhấn mạnh rằng nhu cầu của toàn thể thế giới để kết thúc cuộc chiến này rất nhiều lần. Lý do cho điều này nó rất là đơn giản và nó rất nhiều lý do. Và không chỉ đối với ông mà bất kỳ ai trở thành tổng thống cũng cần phải kết thúc cuộc xung đột đẫm máu này. Về mặt Ukraine, ai cũng nhìn thấy là Ukraine đang khan hiếm nguồn lực một cách trầm trọng và họ không đủ sức để kháng cự lại những đợt tấn công của phía nga như vậy thì ai có thể bảo vệ được ukraine trên bầu trời thì ukraine đang thiếu thốn nghiêm trọng những hệ thống phòng không cộng với lại các loại đạn phòng không và cứ được uh, viện trợ thì họ lập tức bị phía nga phá hủy cái nhu cầu để mà tái vũ trang lực lượng phòng không ukraine đã vượt quá năng lực sản xuất hệ thống phòng không và đạn phòng không của các quốc gia châu Âu và nước Mỹ. Ở Washington, người ta thừa nhận rằng là không bao giờ nước Mỹ có thể tham gia một cuộc chiến để đối đầu trực tiếp với quân đội Nga. Bởi vì không chỉ bởi vì nước Mỹ không muốn làm điều đó, mà cơ bản họ đã nhìn thấy đó là một cuộc chiến họ chắc chắn sẽ thất bại. 2,5 năm đã trôi qua và ai cũng hiểu rằng là nước Mỹ không có đủ nguồn lực để tiến hành một cuộc chiến để có thể chiến thắng trên chính trường Ukraine. Các nước phương Tây thì cũng không sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực như vậy, thậm chí một trong những quốc gia mạnh nhất châu Âu đó là nước Mỹ thì còn đang ở trong trạng thái kinh tế cực kỳ khó khăn và có khả năng rơi vào suy thoái bất cứ lúc nào. Sự nhận thức này đã khiến cho giới chức ở Washington bừng tỉnh trong những thời gian gần đây. Và họ dần dần, dần dần, một cách chắc chắn tiến tới việc tìm kiếm kết thúc cuộc xung đột. Vâng, đó là một tác giả đầy lý trí, Tucker Carlson và uh, đại tá Douglas Macriwa, cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Donald Trump trước đây. Vâng, như vậy thì chúng ta trải qua thêm một cái 24 giờ nữa, những thông tin rất là xấu đối với Ukraine, đúng không ạ? trên cả chiến trường trên cả chuyện chính sự cũng như là chuyện thế sự và chiến sự chính sự và thế sự cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một buổi tối vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ